Hello các bạn, là mình đây ạ. Thì đây, ai ta tàng. Thì đây là cây cây sen đá móng rồng. Cây sen đá móng rồng này thì với những người mà đam mê sen đá ấy, thì móng rồng này là một loại cây yêu quen thuộc, và do đó là gì nhỉ? Do đó là rất là nhiều người ưa chuộng cái sen đá móng rồng này. Cây sen đá móng rồng này thì rất là dễ chăm sóc nè, dễ thích nghi này. Với những miêu tả sen đá móng rồng này thì đây được biết là một loại cây mà được nhiều người ưa chuộng để lựa chọn để làm cây trang trí trong nhà của mình đấy. Thì hôm nay thì sẽ cùng với shop cây đời để có thể tìm hiểu và chăm sóc cái cây móng rồng này như thế nào. Thì cây sen đá móng rồng này á thường được gọi là cây móng rồng đấy. Thì cái được biết là cái loại cây này thì thuộc họ sen đá và thường rất là mọng nước đúng không ạ? Đấy, về đặc điểm của cây thì thường có cái thuống cái lá thuông dài và hình và phía trước như thế này, có thể như có nó có những cái móng vuốt như thế này á. Phần trên lá thì sẽ có rất là nhiều màu màu trắng kẽ ngang theo thân lá, và lá của cái giống này thường mọc đối xứng và theo từng cặp một, cặp 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 một như thế này đó. Đặc biệt là khi mỗi lần mà mình chạm vào cái cây này này, là cái cây sen đá móng rồng này, bạn cảm nhận được cái cảm giác sần sùi li ti rất là thú vị. Cây sen đá này thì thường có màu vàng hoặc là màu đỏ, màu màu xanh như thế nào, một màu, màu màu xanh viền trắng kẽ trắng như thế này ấy. Thì thường được nở hoa vào mùa thu và mùa đông. Thì thông thường nếu được chăm sóc đúng cách thì khoảng 5 đến 6 tháng thì sen đá móng rồng này sẽ ra hoa. Đó. Trên thị trường thì hiện nay có rất là nhiều sen đá móng rồng, như là sen đá móng rồng màu xoái này, sen đá móng rồng tháp này, và sen đá móng rồng xanh như thế này. Cái loại này là sen đá móng rồng xanh nhá mọi người. Có màu xanh như thế này đó. Đấy, sen đá móng rồng này thường được nhiều người lựa chọn để làm quà tặng vì loại cây này mang ý nghĩa là sự bảo vệ, che chở, may mắn và mong ước là về mối quan hệ lâu dài, bền lâu và khăng khít hơn giữa hai người. Thì còn trong phong thủy thì khi trang trí cái sen đá móng rồng này thì trong trong nhà thì bạn sẽ mang lại sự may mắn này, tài lộc mà cho chúng ta và giúp cho chúng ta có thể được những điều như nhỉ, tránh được những cái điều tiêu cực ấy. Đó. Thì đồng thời loại cây này có thể thanh lọc không khí và có thể cung cấp oxy để giúp cho các tia bức xạ từ những thiết bị điện tử có thể mang lại cho bạn một cảm giác thoải mái, dễ chịu và rất là thanh mát. Đó. Thì để mà chăm sóc cái cây sen đá móng rồng này á, thì ở về nhiệt độ thì cây sen đá móng rồng này phát triển tốt nhất ở điều kiện nhiệt độ từ 18 đến 30 độ C, nên là bạn có thể thoải mái trang trí trong nhà và ngoài vườn. Đó. Về chế độ nước thì với loại cây này thì các bạn nên tưới nước một lần một tuần để có thể quang hợp một cách tốt nhất. Và chỉ tưới ở cái mép chậu để có thể nước sẽ bám trên lá và cây sẽ đấy, chỉ tưới ở mép 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 chậu thôi, thì không thì cây nó sẽ bị bám nước và sẽ bị úng, bị thối các bạn. Về ánh sáng thì khoảng 2 3 ngày bạn nên cho cây ra phơi nắng một lần để có thể cung cấp cái quang hợp tốt nhất cho cây, để cho cây lúc nào cũng xanh tốt như thế này, mọng nước như thế này. Về lượng phân thì sen đá móng rồng này không cần có nhiều dinh dưỡng, nên cứ vài tháng thì bạn chỉ cần bón phân tan chậm hoặc là phân bón lá 20-20 cho cây đó. Và bạn có thể lau chùi cái lá này để giữ được cái màu xanh đẹp
và nên kiểm tra cho cây một lần một tuần, để nếu mà phát hiện ra bị héo bị úng thì nên cắt ngay đó, bỏ đi. Thì đấy là một số thông tin mà mình chia sẻ cho các bạn về cái cây sen đào móng rồng này. Các bạn muốn mua thì có thể liên hệ đến shop Cây Đời với địa chỉ là 39 Cây Đời ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nha các bạn. Và mình có để số hotline và địa chỉ ở đây, thì các bạn có thể liên hệ cho mình và có thể nhận được ưu đãi tốt nhất cho các bạn. Xin chào và chúc các bạn có một ngày thật là tươi đẹp.